Tám mấy tuổi? 83. 83. Rồi bây giờ cái đầu gối đang sao? Dạ đầu gối đã đau rồi, đi mổ rồi. Đi rọi rồi, rọi thôi, rọi có mổ. Có mổ rồi. May rồi, nhưng mà bây giờ đi nó đau, đi không được. Không được. Giờ bà ngồi xuống đi. Chân rồi, rồi bây giờ bớt rồi mổ thêm. Rọi thêm chân nữa, thành là hai chân nó bị hết. Rồi, bây giờ bà ngồi xuống đứng dậy. Dạ ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, nữa. Nổi, tới đó không nổi, đừng ráng nha. Dạ. Rồi. Rồi tới đó thôi, rồi bác đứng dậy đi. Rồi, bác bị cái đầu gối bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hoàng. Rồi. Năm nay em 59 tuổi. Rồi. Thì em đau cái đầu gối là coi như là mỗi lần đi lên cầu thang thì rất là đau, hoặc là đi bộ mà xách nặng á là nó đau dồn từ hai bên cái bánh chè này xuống tới hai bên cái hông. Rồi. Mà okay. Ngồi xuống rất là đau. Rồi. Bây giờ bao nhiêu lâu năm à? Dạ khoảng 6 năm. À, có gì là kinh nghiệm dài dặn lắm. Giờ ngồi xuống đứng dậy đi. Dạ. À, rồi đứng dậy. Nghe đau hả? Dạ cứ kêu càng cắt vậy. Càng cắt nè. Rồi, chị đi xuống đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ. Rồi. Năm nay 54 tuổi. Rồi. Em bị đau hai cái đầu gối. Rồi. Bao lâu rồi? Em bị năm 2009 đó vậy. Rồi, ok. Rồi ngồi xuống đứng dậy thử nha. À, khó khăn vậy đó hả? Dạ. Ôi trời ơi, rồi đứng dậy đi. Rồi phải gì rồi đó, đứng. Rồi, ngồi xuống đứng dậy nó khó khăn vậy hả? Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Tâm. Rồi. Hiện tại sống ở thành phố Sở Vai Phuột, Cộng hòa Liên bang Đức. Rồi. Sau khi mổ chân từ ngày bắt đầu bị đầu gối, bị đau, và coi như là cũng đã phải cũng bị ngã xong rồi đầu gối đau rồi đứt đĩa đệm ở đây thì coi như là phải mổ vào ngày mùng 1 của tháng 12 năm 2015. Thế nhưng mà đến sau khi mổ xong rồi vẫn cứ bị đau, và coi như là hôm nay được nghe tin có thập chị Liên Tâm đến, và coi như là được nghe rất là nhiều về cái việc cái đầu gối mà được đến đây thì được thầy thuốc rồi được rồi. Muốn sang rồi đó rồi. Rồi ôi trời ơi rồi. Rồi đứng dậy rồi ngồi thêm lần nữa coi nó ra sao. Đó, quả nó rất đó rồi đứng dậy đi. Ngồi xuống đứng dậy khó khăn hay sao? Dạ. Rồi bắt đưa đi. À, không. Bắt đưa trong ghế đây. Bắt đi thử. Đi tới rồi thử. Ok. Rồi. Cảm ơn. Bệnh này ấy, là mình gọi là khóa và mở van tĩnh mạch. Ha, thì khóa và mở van tĩnh mạch đó là bằng cách ép chân vào. Thì bây giờ chúng ta không cần biết chân nào đau, không chân nào đau, chúng ta làm từng bước. À, cái đầu gối á, cái gì này á, là ta sẽ ghe xong lên đây ha. Rồi mọi người nhìn đây nha, tôi sẽ bỏ cái bóng vô đây, rồi mọi người cứ làm tiếp, làm theo đi, xăng quần lên, xăng hết, xăng cao lên gò cái gối lên. Được chưa? Em xích vô đây chút đi. Rồi bây giờ là cái người bệnh sẽ nắm cái chân của mình á, kéo sát vô trong ngực, kéo sát vô ngực, kéo ở mức đẩy phụ vô cái, em đẩy vô phụ cái, đẩy vô đẩy đó. Ô đau ha. Rồi mọi người nhìn đây, thì bắt đầu mình vỗ bằng hai cái tay mình chụm lại và vỗ như thế này. Và miết như vậy là khoảng 15 cái. Được chưa?
Tôi biết đấy, mọi người nhìn thấy tay tôi này nha. Tôi để vậy nè, tôi biết sát như thế này. Thấy không? Dạ. Để tôi biết như thế này. Thấy chưa? Dạ. Nè. Thì nó mới đẩy mấy cái ven ra đây. Dạ. Rồi. Sâu bây giờ mình là kêu bằng không còn nhân nhượng nữa, đẩy thật vô sâu luôn, bắt đẩy cái lưng vô sát lưng tường đó, đó đó thẳng vô đó. Rồi bây giờ đẩy sát vô, thật sát vô. Rồi bây giờ ép chân, rồi bắt ép sâu vô, rồi bắt nắm hai chân kéo vô, kéo vô, kéo vô giống cho phép. Rồi mọi người nhìn đi nha, đây tôi sẽ làm cho. Rồi ta làm cái gì, ta kéo đi ra. Ta kéo ra 1, 2, 3, ta kéo 10 cái. Sát vô. Đang cố gắng sát vô, được kéo ra 10 cái, đúng rồi. Mà kéo chậm chậm từ từ ra, không có phải là cố gắng. Đó, rồi, từ từ, đó, đúng rồi đó. Cái chân gì này chưa sát vô đâu, phải sát nữa, đó, đúng rồi đó. Rồi, đẩy sát vô rồi, bây giờ thì ngon rồi. Em kéo ra, đó. Đó, rồi. Đau hay sao? À, đau thì phải đánh chịu thôi. Lấy cái chân lên nổi. Ví dụ làm cái lấy cái chân chặn lại. Đó. Thấy không? Để mình cho ta không có đường lùi nữa. Rồi. Bắt đầu mình kéo. Ha. Rồi. Sau khi kéo xong rồi. Thì ta xả chân ra. Và đẩy. Rồi ta đẩy đi. Rồi, đẩy xong rồi chưa? Bây giờ mình làm tới chuyện mình kia. Mình nhớ là mỗi cái công đoạn mình làm á thì mình làm chậm thôi. Ha? Nhưng mà ban đầu cái một rồi bao giờ cũng nhẹ. Cái thứ hai bắt đầu thiệt mạnh, cái thứ ba là cực mạnh. Ha? Rồi, bắt đầu cái thứ nhất là nhẹ nhàng, để vô. Đưa mình kéo. Cái khó nhất là cái thứ ba là ta đẩy sát vô rồi ta kéo đầu gối, sát vô, rồi kéo đầu gối ra 10 lần, rồi sát vô luôn, em đẩy sát vô luôn, đó, cho dính vô mông luôn, rồi, xong rồi kéo ra. Rồi, sau khi mà kéo xong rồi nó bắt đầu đẩy. Đẩy, đẩy giống như đó. Đó. Rồi, đẩy xả xong rồi bắt đầu đẩy, đúng rồi. Chính xác, mình ép chân ấy. Thì mình đưa cái chân này vô đây. Thì mình nói người bệnh nắm kéo hai tay. Rồi kéo, đầu vẫn để nguyên vậy nha. Thì có đều đè kéo xuống thì mình cũng đè phù thôi. Rồi, thở ra. Rồi, thở ra. Rồi, bắt đầu thả chân ra thì mình đưa tay, đừng giữ cái bóng này lại, hít vào.
thấy không? Rồi co chân lên, nghe. Rồi nói người bệnh thở ra, co lên thì thở ra, rồi co lên thở ra là hai cái tay chân kéo, nghe. Và nhớ là khi mà ta đẩy vậy á, là ta đẩy nhẹ nhàng, tùy theo cái sức của người bệnh, đừng có tự động bẻ mà đẩy vậy mà đẩy mạnh quá gãy xương sườn của bệnh nhân, nghe. Rồi vậy quay vậy làm đi, rồi là ép chân đẩy và ép 10 cái. Xong rồi ác sau 5 cái thì bắt đầu ép thì đứng sao cho thùng tay chạy chín em sâu vô nè 10 nè rồi 3 cái đó, rồi bắt đầu quay bên đây bắt đầu cái sau thì ép nó sang nay ép nó sang đừng có chạy đừng có chạy ngồi xuống ngồi xuống ngồi bẹp luôn ngồi bẹp luôn ngồi bẹp luôn chân phải đạp con chân đó đạp chân chân sát là sát gấp em đường hai này sát mông hai đứa gót sát mông một hai ba đứng dậy rồi đứng dậy đứng dậy rồi cái rồi ngồi xuống cái không tí tí nhấn một lần thôi một cái này rồi đứng dậy rồi về để chúng em bây giờ coi chung lên đứng. Bây giờ đi xuống. Rồi coi bánh cao lên. Không chị đi xuống. Cặn bên kia. Nữa. Vô đây nè. Rồi cao lên. Bây giờ cái chân bây giờ thấy sao này nhẹ chưa? Nhẹ nhẹ nhẹ. Đi vô đây nè. Hơi nghe thấy nhẹ nhàng rồi hả? Rồi cân bằng 1, 2, 3 đứng dậy. Rồi. Về chị đứng dậy chân ra. Đây bình thường mình. Rồi ngồi luôn chứ. Rồi vậy. Đấy. Ngồi xuống. Ngồi xuống nữa. Ngon lắm. Đúng vậy. Rồi, thế là rồi. Đó, đầu gối nhẹ hơn. Co lên, co xuống. Đưa cao lên. Đưa cao lên. Đưa cao lên. Rồi, ngon lên rồi. Rồi, cho anh thằng pháo tay. Chúng ta đã đến đây rồi. 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 Chúng ta đã đến đây rồi.
Tại vì của chị là trường hợp nè, thành ra thành phải làm mấy lần nó mới mềm được nhiều. 1, 2, 3, đứng dậy. Thì cái này mỗi ngày hay là 2 ngày làm? Rồi đứng dậy. Rồi, bây giờ ngồi trở xuống. Ngồi trở xuống, đó. Nhẹ nhàng thôi, rồi đứng dậy. Rồi, bây giờ dở cẳng lên thử coi dở tới đâu. Dở lên nè. Đứng một cẳng dở lên. Đưa đầu gối lên. Dở lên, đừng có sợ. Không té đâu. Không té đâu. Nè, từ từ. Dở lên, đó. Được thôi, bỏ xuống, nhẹ thôi, đi từ từ đó. Đó. Từ từ cho mình đi. Đó, chậm chậm thôi. Đó, vậy rồi. Không, không cần dùng sức đâu bác. Không dùng sức. Rồi, bây giờ. Bây giờ đi ra đi vào coi. Thấy chưa thế nào? Không cần nghĩ nữa. Đó, mấy chị về nhà đang ăn khi đó, đó, cảm bên kia dở lên, đó bước nhỏ thôi, rồi dở lên, ngó thẳng, đừng ngó xuống, đó rồi bên kia, đó đi nữa, đó vậy đó đúng rồi, đó như đi lính vậy đó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Nói xong vậy, nói xong vậy á, về nhà là coi như là hết bệnh rồi. Đó, bây giờ tối bây giờ là bắt đi. Không bắt không bệnh gầy nữa rồi. Bây giờ không mạnh đâu, hồi nãy không có con làm rồi. Bước nhỏ không, mà vừa đi vừa thở, đừng có quên thở. Đó, cho nó khỏe. Bước nhỏ thôi. Bắt hơi cấm thì đó, bây giờ nhẹ lên. Đó, coi anh. Bác nhìn con này, bác lên hình này. Cái này thế giới được xem đó nha. Căng lên. Dở căng lên. Gì thông cảm dùm. Dở căng lên. Dở căng lên. Đó, đi lại chào thầy. Cảm ơn. Nên bữa nay cũng đỡ là đi được. Dạ đi cũng đứng được. Cũng cảm ơn thầy. Bắt đi này, bước lên đây rồi. Chị phát biểu cảm xúc của thấy như thế nào? Thấy mẹ thì như thế nào? Các bạn đi với thầy đã giúp cho thì tôi cảm thấy là được 80%. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.